Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện. Chiều ngày 5 tháng 2 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong đã khai mạc trưng bày cây cảnh, sinh vật cảnh chào mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại trung tâm huyện. Tại khu vực trưng bày và giới thiệu hơn 80 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, tiểu cảnh, gỗ lũa, các tác phẩm bonsai của hội viên Hội cây cảnh Phú Điền, thị trấn Phan Rí Cửa và của các nghệ nhân nhà vườn trên địa bàn huyện. Được tổ chức lần đầu tiên tại huyện, hoạt động trưng bày sinh vật cảnh năm nay làm cho các hoạt động chào mừng năm mới của huyện Tuy Phong thêm đa dạng về màu sắc, ý nghĩa, giúp cho nhân dân có dịp chiêm ngưỡng, thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật về sinh vật cảnh. Đây cũng là hoạt động rất có ý nghĩa, là sân chơi mở ra cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân, những người đam mê cây cảnh, mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực sinh vật cảnh, tạo cầu nối giữa nghệ nhân và người dân đam mê cây cảnh, sinh vật cảnh trong huyện. Thời gian trưng bày sinh vật cảnh năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 2 đến hết ngày 8 tháng 2.